Abba có tên đẹp nhất Malaya đây. Hôm nay Abba đã đột nhập vào Queen Slayer để mà lén mở hộp với mọi người. Mọi người đừng nói cho Queen Slayer biết nha. Tại vì Abba biết là sáng nay game vừa cập nhật và có hộp mới, nhưng mà hộp đó là dành cho nam, nhưng mà Abba nghẹt cho nên Abba không cây ghé Abba mở, nên Abba đã mượn Queen Slayer để mở cho đỡ ghiền á. À quên nữa, mấy bạn nào mà mới coi video á thì mấy bạn cho ba xin một lượt đăng ký và một lượt thích nha, để mà ba xin vía mở hộp dễ hơn nha. Các bạn có 3 giây để làm điều này nha. 1, 2, 3. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì ba xin nhanh chóng tele-win to tre để mà mở hộp dễ hơn nha. Trời ơi, nãy giờ anh đi đâu vậy? Em đứng em đợi anh từ tối mà tới sáng luôn á. Nãy giờ anh vô game anh mất chào mấy bạn nè, phải vô chào chào như vậy mới lịch sự chứ. Ủa anh chào sao anh không rủ em chào chung để em đứng đây em đợi rồi giờ em chưa chào mấy bạn luôn. Thôi chào mấy bạn nha, mình là Queen Slay nè. Anh mới vô game là anh giới thiệu hết trơn rồi, người chị không cần nói gì nữa đâu. Bây giờ là mình bắt đầu mình mở hộp được luôn rồi đó. Trời ơi sao người đẹp có tài quá vậy mà tài lanh á. Nãy giờ nói cái gì rồi? Hôm nay là em có được 20 vé coupon là em cho anh mở hết luôn nha. Không có được mở kim cương của em đâu đó. Giá bàn tay vàng của anh thì không cần trốn hết 20 vé đâu, người đẹp đừng có lo. Nhưng mà người đẹp thích nhất là cái gì trong những cái hộp quà đó? Ai dạy là cái gì mà bây là một quấn hoài hả? Cái này không phải là em đang quấn người đẹp đâu, mà em đang rửa mấy cái nghiệp cho người đẹp á. Quật quật gì cho nó rớt mấy cái nghiệp ra để người đẹp mở hộp hơn đó, chứ em không có quấn đâu. Có thiệt là thiệt mấy cái nghiệp cho nó rớt không chứ thấy hơi đau đau à nha. Thôi mệt người đẹp quá, bây giờ em đã làm xong nghi thức rồi đó, bây giờ cho người đẹp mở. Nhưng mà lần đầu người đẹp mở thử 5 cái hộp thôi nha, đừng có mở một cái 10 hộp nha. Ok người đẹp hãy tin tưởng anh là bàn tay vàng trong lần mở hộp mà. Bây giờ để anh đơn coi thử thương thương coi cái hộp này nó có cái gì nha. À nhưng mà em thích nhất là cái thuyền á, nhớ quay ra cái thuyền cho em nha. Từ từ người đẹp, từ từ để nghiên cứu coi làm thế nào để ra được đồ chuyện. Đối với anh những trò chơi nhân phẩm này chỉ là cái me cũng cái gì qua mất kêu rồi. Thôi trời ơi đừng có gáy giùm em, lo bây giờ làm sao mà ra được đồ xịn cho em được rồi. Ok người đẹp tin anh đi, nhìn chương chương qua mình có 12 hộp nhưng mà đã có 6 món đồ giúp rồi. Không lẽ anh không mở ra được đúng không? Bây giờ mình mở thử 5 hộp đầu tiên nha. Mọi người đóng thử coi 3-5 hộp đầu tiên có ra được đồ xịn không nha. Nếu mà có một người hãy nhấn like nha. Còn nếu mọi người nói là ba không có thì mọi người hãy nhấn đăng ký nha. Bây giờ vô luôn nha. Cái hộp đó ngày hồi sáng ba mở được cái qua ba rồi, cho nên ba không muốn mở lại đâu. Bây giờ vô 5 hộp luôn, let's go. Trời ơi hồi hộp quá, ra cái gì đây? Rồi nghe cái bạch rồi đó. Không sao, hộp thứ nhất là xé nát thôi. Bây giờ con Mỹ thể hiện tài năng tiếp theo nè, hộp thứ hai let's go. Ui chiếu chiếu rồi, có người nè, có người. U là trời đồ quần luôn. Thua cái này thì ta bài kêu khác, chúng ta có nhiều vé mà sợ gì, hộp thứ ba let's go. Ôi trời ơi, này cho đi dài rồi. Thôi kệ đi, mấy cái đồ niu niu không trùng nhau được rồi. Chúng ta phải bấm lộn xạo về nhà đến nhà phát hành, không có biết chúng ta muốn cái gì. Bây giờ cậu cái gì có cái đó luôn nè. Không sao, tiếp tục thừa thắng thông lên. Chắc chắn cái này ra đồ hiếm luôn. 1, 2, 3. Ôi trời, cái này là cái tôi công tác rồi này đẹp ơi. 5 hộp đầu tiên thì cũng không bất ngờ là mấy. Tại vì em biết lúc nào mở những cái hộp đầu nó cũng vậy đó. Thôi đi, coi như xui thôi. Cho người đẹp mở lần thứ hai mở 10 hộp luôn đi. Nhiều mở từng hộp xui quá. Công nhận là xui thiệt. Bây giờ người đẹp có nhớ là cô hiệu trưởng em trời dạy là phải đi lại cái cây để mà mở không? Bây giờ anh sẽ chở người đẹp đi tới đó để mình xin thần cây ra đồ hiếm nha. He, đáng lý ra mình phải chạy lại cái chỗ đó đầu tiên mới đúng. Cái chỗ đó lúc nào cũng phải là cái chỗ tâm linh của mình, mà tự nhiên sao giờ mình mới nhớ ra ta. Trời, làm tốn 5 vé quan uổng đi lẹ người đẹp ơi. Nhưng mà người đẹp đừng có để cái mặt quạo nữa, để cái mặt cười đi nó mới hơn. Để cái mặt quạo thì làm sao mà ra được đồ xịn. He, em quên mất luôn á, nãy giờ em không để ý luôn á. Để giờ em đổi lại cái mặt cười lấy hơn nha. Đúng rồi đúng rồi, để cái mặt về dây lát mới ra được cái xịn xịn. Rồi bây giờ lên xe đi, chạy lên chỗ kia lấy tâm linh cái lá xui cho ngon nữa. Hồi nãy em lỡ tưới cái cây rồi, bây giờ người đẹp vô cái cây người đẹp cầu nguyện đỏ lấy hên đi. Nam vô Nam mô A Di Đà hoặc mười phương chư Phật xin cho con ra được xịn, chứ không có ngay con ra làm cầu con hả. Bây giờ anh mở một phát là 10 hộp luôn nha. Đồ xịn hay không xịn gì anh cũng im lặng hết, anh sẽ không có nói cho người đẹp biết nha. Một lát anh sẽ công bố sao. Bây giờ
chỉ có học ba và mấy bạn biết đó, là ba mở lên đồ gì không, mấy bạn cũng đừng có nhắn cho Nguyên Chu Che biết nha. Mọi người hãy like mạnh tay lên ra là hơn để mà ba có thể mở ra được chiếc thuyền cho Nguyên Chu Che nha. Chuyện để cho Nguyên Chu Che phản ứng như thế nào nha. Chửi học ba một cái là ba bỏ nhà luôn. Người đẹp ơi, anh nói nghe, người đẹp đừng có chửi anh nha. Anh mở ra đồ cũng không phải gọi là tệ, nhưng mà hình như không có món đồ người đẹp thích á. Ủa, không lẽ anh mở 10 hộp mà không ra được cái món VIP nào, hay là không ra được bộ đồ luôn hả? 10 hộp luôn anh ra được cái gì? Anh có biết đâu, biết trước hẹn đi là hồi đó rồi. Bây giờ anh chọn người đẹp đi ra đây không nhớ một xíu cho nó thoải mái tinh thần nha. Rồi anh mặc bộ đồ anh cho người đẹp con nha. Thì bây giờ còn có 5 vé nữa hà, anh mở hết luôn đi chứ chưa ra đồ hiếm để 5 vé lại làm gì. À hiếm đó cũng đúng, nhưng mà bây giờ người anh nó thúi quá, để anh đi xuống đây anh tắm cái người đẹp lại lên mở hộp cho nó hơn nha. Người đẹp đợi anh xíu. Ủa xịn vậy, ra rồi hả? Ủa nghe được cái thiền này nè, trời ơi tự nhiên nào xịn như trời. Ủa cái thiền này to thế, đi được hai người luôn, vậy mà nói với em không ra đồ xịn. Anh nói thử lòng người đẹp thôi coi nha, người đẹp phản ứng như thế nào, nhưng mà người đẹp cũng không có đuổi anh ra lòng cầu là may mắn rồi. Mà cái thiền này xịn quá nhưng mà anh không có, chắc mà muốn anh xem cho kéo của mình chạy đi câu cá. Được luôn, cho luôn, có thiền xịn là phải chở trong yêu chứ. Trời ơi, ủa nhưng mà người đẹp có ra được bộ đồ không vậy, hay ra mỗi cái thuyền thôi? Anh không có ra được bộ đồ, anh chỉ ra được vài cái ba lô thôi hà. Ngắm cái bộ đồ anh chưa ra được, ai ra được cái quần nữa. Nhưng mà thôi kệ, không sao, cái này là cái em thích nhất rồi, không có bộ đồ cũng được nữa. Bà nào mà coi video tới đây rồi á, mà ai chưa có thuyền á, thì nhả vía cho mấy bà lợi cái cây tâm linh này nha. Trời ơi, cầu một cái ra đồ xịn thiệt mấy bà ơi, nhả vía cho bà ra thuyền nha. Hôm nay quá là thành công tốt đẹp, không còn phải ra làm cầu, không cần phải lên nóc nhà ngủ, quá là yên bình rồi. Bây giờ thì chúng ta xin chào tạm biệt mọi người thôi, video đến đây là hết rồi. Bạn nào xem video thì nhớ đăng ký và nhớ like nha. Kênh của Queen thì cũng gần 30.000 người đăng ký rồi á. Khi mà kênh đạt mốc 30.000 á thì Queen và ba sẽ tổ chức những cái giải mà cho mấy bạn comment ở dưới ha. Giải random ngẫu nhiên thôi, phần thưởng có thể là vàng hoặc là những gói đồ trong bà lay. Cho nên các bạn nhớ xem video đến hết và comment ở phía dưới nhiều nhiều vào nha. Còn bây giờ thì Queen và ba bye bye mọi người nha. Tạm biệt mọi người tại đây. Chúc mọi người là mở hộp ra quà xịn. Nếu ai mà xem video này mở ra được thuyền á thì quay lại comment cho tôi biết với nha. Bye bye.